em chào tất cả các chú chị em quay lại với kênh Quốc Khởi Bắc Hà nhé. Các chú chị em hôm nay em giới thiệu với bác một đồng khơ mô cọc bốn em cọc. Em vừa mới hỗ trợ tay cho nó. Bốn em cọc cực đẹp luôn, cái con kia nó bẩn quá đi về nó cái con nó ịn vào lồng, em vừa mới xịt qua chỗ đấy để cho nó sạch cái phần dính vào chỗ đấy đi. Phần hông này. Đấy, bốn này em này được hết các bác nhé. Được hết, có tịt hết sao, đúng rồi, cục tịt hết. Có con thỏ sao, lưỡi chưa kiểm tra đâu. Hình như bọn này em chưa kiểm tra lưỡi, để tí kiểm tra sau. Được, không có một cái nào. Mới về nó còn nhát lắm các bạn. Những cái gì này, đang ngoạm cái gì cũng biết. Đây, rồi sát cho các bác nắm. Em kia nhát chưa? Đầu thủ bọn này đẹp thật. Đấy, con kia đẹp rồi, con nằm mới đẹp rồi. Sau còn lên tai hết ý luôn. Khẳng định 100% lên tai được. Đấy, có một em đấy, em cọc dài tí này. Đây này, đây này, em bên này này. Đấy, em đang đứng đi ấy. Nó sợ, nó nhại, nó sợ. Nó sợ các bác ạ. Kiểu nằm xa kìa, đẹp chưa kìa. Đấy, con đầu kìa, xa kìa, nằm đầu cũng đẹp chưa. Đấy, con đấy mà nó mà thần thái lên thì đẹp. Thần thái thì đẹp lắm con đấy, khẳng định các bác. Mỗi em kiểu nhát này. Đấy, ba con này thì này, còn đỡ đỡ tí rồi này. Con kia vẫn còn đang nhát, sợ. Ít được tiếp xúc với người. Đàn này được hết. Đàn này mới tiêm một mũi các bác nhé. Mũi có tiêm một mũi. Đẹp, hai con này đẹp, hai con ba con này đẹp này. Tiêm một mũi tẩy giun hai lần rồi. Hai một lần rồi. Nào, con này trắng ngực này, con kia trắng ngực này, con nào cũng trắng một tẹo ngực, con nào cũng một sợ một ít nhá, một ít ở ngực nhá, con nào cũng trắng một ít ở ngực, có cái vỏ bưởi cái thêm ngoạm kìa. Tịt hết đấy, có một con kia thỏ đấy, đuôi dài dài kia thỏ tí. Các bác chọn đi, thích cuốn nào alo em qua số điện thoại 0777516333 hoặc là 0352129582 các bác nhá. Đấy, số điện thoại em sẽ ghim trên màn hình ấy. Đấy, giới thiệu duy nhất cho các bác cái đàn này, con cọc này, mỗi con này là thỏ này, mỗi con này thỏ này, còn bọn này tịt hết kìa. Đấy, các bác nhìn con này tịt kìa, con kia tịt kìa. Đấy, hai con này với ba con này, hai con này thì đẹp hơn con này tí này. Đấy, hai con này thì đẹp hơn con này tí, còn con kia xấu nhất đàn. Các bác nhìn xem, nó tai cũng to nhất, con này sau này như gấu luôn, bọn này nuôi lớn như gấu luôn. Đấy. Gấu phết đấy, nhìn đầu mặt gấu cực luôn này. Đây xem, đây xem nào, đây xem tai đốm lưỡi không nào. Nào, đây xem đốm lưỡi không nào, đây là bọn này nhát cực luôn. Mỗi em này xem nào, đốm này, úi đốm này. Con này cũng đốm này. Sao con này đốm? Có đốm thôi, có đốm các bạn. Có đốm. Xem bạn này đốm không? Có đốm này. Xem lại bạn này xem nào. Bạn này à, có một chấm đốm thôi nhá. Có đốm, con nào cũng đốm, con nào cũng đốm nữa. Đầu thủ này gốm lắm quá. Con nào cũng gốm nhá. Đây này, đây, ra cắn tiếp đi. Đấy. Con đang nhát các bạn. Đấy, nhìn con này, thần thái này. Bọn mấy con này thần thái lên thì đẹp lắm này. Đấy. Mỗi con kia là nó con không trong trong đấy, trong đàn này thì khẳng định các bác con đấy là con ấy nhất.
xấu nhất trong đàn này. Đấy. Đây này, nhìn này, con này này, tai bé tí luôn, các nhìn từ trên xuống. Đấy, các nhìn từ trên xuống tai bé tí khít đấy. Đây, các nhìn này. Thấy chưa? Các nhìn thấy chưa? Tai bé tẹo luôn. Đây này, con này cũng vậy này. Đây này. Thấy chưa? Quay từ dưới lên các nhìn vậy thôi. Đây đầu thủ kìa đấy, các nhìn chưa? Đầu thủ nét luôn này. Chưa kìa. Đấy. Đầu thủ đẹp luôn, vuông đét. Về rồi bác. Được hết các bác. Được hết. Mấy con này đẹp lắm, em khẳng định các bác, bắt ba con này, bốn con này thì bác chọn con nào, trong ba con này, ba con này đẹp hơn con kia. Đấy, thì con kia nó cũng sẽ rẻ hơn so với hai ba con này. Đầu thủ này, các bác nhìn này. Đầu thủ đẹp luôn. Đấy, bắt đầu về làm quen rồi đấy. Đấy, bắt đầu là ra chơi rồi đấy. Kia nó rất ung dung, rất thần thái luôn. Thần thái nhất là con đấy. Thần thái nhất là cái con đấy, đấy cái con đang đi vừa nào ngồi xong đứng lên đi. Nào, cho bạn này ra xem nào. Cho bạn này ra ngoài xem nào. Cái gì đâu mà sợ nhỉ? Đấy, xem nào. Đấy. Ra ngoài xem nào. Đi lại xem nào. Rúm rúm gió gió vào. Ơ cũng không phải xấu đâu các bạn. Nó vậy, nó hút nó vậy, không xấu đâu. Nào, đứng đây xếp hàng chụp kiểu ảnh nào. Nào nào nào. Nào, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi xuống. Ngồi xuống nào, ngồi xuống nào, ngồi xuống để chụp kiểu ảnh nào. Cái bọn cục tịt này ghét nó nhá, một chó con ấy. Nó cứ đi ị cái nó dính vào hết lông. Gấu chưa này, đánh nhau này. Nào, nào, nào. Rất gấu luôn con kìa. Mà hai mấy con này các bác biết rồi, con video các bác biết rồi. Thôi em quay cho bác ngắm. Chủ yếu rồi quay cho bác ngắm ba con này, bốn cái con này. Con thì đốm ít này, còn hai con thì đốm nhiều. Hai con đốm ít là trong kia cả, hai con đốm nhiều ngoài này. Tiêm một mũi thôi nha, em nhắc lại, tiêm một mũi thể run rồi nha. Tiêm một mũi thể run rồi đấy nha các bác nha. Đấy các đấy nhìn này, thần thái phết rồi đấy. Đó. Nó một lúc là nó đẹp ngay mà các. Cả ban đầu nó vừa mới thả từ trong lồng ra, con nào cũng thấy người đây còn thế đi. Người từ trên xe đi, ví dụ người đi từ trên chui trên cái xe ra nó cũng nhìn cũng mệt mỏi. Ê, vừa nhốt thì cho vào cái lồng này, vừa cho ra thì nhìn cũng vậy. Ê, để mà thần thái các bác bắt đầu đẩy những cái video lên hôm trước hôm sau nó khác nhau hoàn toàn đấy. Đấy, bây giờ bắt đầu chơi rồi. Đấy, bắt đầu chơi rồi. Đấy. Ok các bác nhé, em xin phép kết thúc cái video đây. Để em nhốt nó vào kia đã. Rồi chúc cô chú anh chị em xem video vui vẻ. Hẹn mọi người ở cái video ngày mai, phiên chợ ngày mai nhé. Chợ ngày mai em sẽ phát trực tiếp từ lúc khoảng 7 rưỡi hoặc là 8 giờ các bác nhé. Bác nào mà muốn mua chó trực tiếp để chợ thì cứ xem mai em sẽ phát khoảng 15-20 phút thôi các bạn ạ. Có bấy nhiêu thì em quay bấy nhiêu ở chợ. Ok nhé, chào mọi người, hẹn người video sau nhé.